Dạ, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop Bảo Công Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người video số là 592. Video này em sẽ giới thiệu với mọi người một lô cần. Và cần của em ngày hôm nay thì tất cả đều là chất liệu carbon cả. Ngày hôm nay em có là dạng cần là cần tay trợ máy nhé. Kiểu là hay còn gọi là cần ISO ạ. Em có khoen lớn và khoen nhỏ. Giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship. Bên em có ship code toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với cần là 40.000 ạ. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với shop thông qua số điện thoại là 0974088309 hoặc là kết nối Zalo qua số 0766609682 ạ. Thì đầu tiên xin được giới thiệu với mọi người cây số 1 ở đây em có nè. Thì cây số 1 ở đây em có đây là một cây cần của hàng nội địa Nhật. Đây, cây này thì ngoại hình nó cũng có hơi những cái vết sơn vậy. Phần cuối góc thôi này. Bát của cần là bát kẹp, bát hãng nha. Thì phần bát này là có điểm này nó bị bong nhẹ cái lớp xây bóng bên ngoài vị trí này. Cần của Kiwa Haito. Dài là 4m, ngọn số 3. Thì cái này nó bị hạ ngọn một khoảng là 40cm cho mọi người. Cái này có chiều dài thực tế em đo được là 3m6. Khoen của cần là khoen hãng. Cái này thì có 2, 4, 6, 7, 7 khoen và một đầu bu. Chiều dài của cần hiện tại là 3m6. Cái này hạ ngọn một khoảng rồi nên nó ngọn nó khá là lớn nhé. Cái phần đầu ngọn điểm này nó bị bong cái nước sơn. Đấy. Nước sơn phần đầu ngọn xíu. Đấy. Cái này thì hạ ngọn một khoảng là 40cm. Chiều dài thực tế của cần là 3m6. Cái này thì nó hơi xấu nhẹ cái phần bát một xíu thôi. Còn ở giống bên trong thì cũng khá là ok. Trời xước nhỏ thôi. Bát xước nhỏ, khá nhỏ. Nhìn chung thì cây này ngoại hình khá là sáng cần. Trời xước không nhiều lắm, những giống bên trong thì không có xước thì nhiều lắm. Dài 36 nè, có độ cứng từ 5 đến 8 h. Cái này thì có độ cứng hiện tại tầm khoảng là 4 đến 5 h này. Thì cây số 1 này dài 36, khi rút về còn lại là 90cm. Góc có độ lớn là phi 21, ngọn có độ lớn là 2.3 ly. Cây này nặng là 207g và có độ cứng là tầm khoảng là 5 h. Đúng rồi, 5 h nha mọi người. Và cây số 1 này có giá là 350.000 ạ, dài 36. Tiếp đến là cây số 2. Cây số 2 ở đây em có một cây cầu của Shimano, dài 5m3, ngọn số 3 nha. Cây này phần chui của cần thì nó có sờn như thế này, góc này có nhiều vết sờn xước. Đây, cái chỗ này nó cái lớp keo chạy nó hơi xước cái lớp keo nha, lớp xước cái sờn cái phần keo chỉ thế này nha. Cây này thì cái giống bên ngoài nó không được đẹp. Bát của cần là bát kẹp Fury FS6. Cần được sản xuất ở Indonesia xuất Nhật nha. Tem của cần, tem xuất của cần, tem vàng đây ạ. Cái này thì giống bên ngoài nó có sờ, nhìn nó không được đẹp cái phần giống bên ngoài một tí. Thì cây này có chiều dài thực tế em đo được là 5m1 nha. Cây này hạ ngọn một khoảng là 20cm ạ. Và khoen của cần là khoen Fury cả. Có 2, 4, 6, 8, 10 khoen và một đầu bu nha mọi người. Có 10 khoen và một đầu bu. Cây này hạ ngọn một khoảng là 20cm, ngọn của cần khá là lớn. Cây này thì ban đầu ngọn là ngọn số 3, bây giờ ngọn khá là lớn. Cây này thì đây, nhìn cái giống bên trong thì có một vài điểm nó sờn xước nhỏ thế này. Đây là giống thứ 3, tính từ gốc tính vào. Nhìn trong thì cũng có một vài điểm sờn xước nhưng mà cũng không đáng kể lắm, không phải là nó xước nhiều lắm đâu. Đây là giống gốc bẩn. Giống thứ hai, đây là giống thứ hai tính từ gốc tính vào. Cây số 2. Cây số 2 này dài là 5m1, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 2.2 ly. Cây này nặng 281g và có độ cứng là 3h. Và cây số 2 này có giá là 650.000. Tiếp đó là cây số 3. Cây số 3 ở đây em có một cây cầu của Osaka. Như cây này là cây của hàng nội địa Nhật. Osaka là thương hiệu của hàng nội địa Nhật nha. Còn chui phần chui gốc của cần thì nó cũng có những vết sờn như thế này nha. Đây, cây này thì gốc của cần nó có những vết sờn. Đây, thương hiệu của cần là Osaka thế này nha. Cái tên này nó cũng bị phai màu. Bát của cần là bát kẹp Fury FS6 dài 5m4, ngọn số 2. Đây, biểu tượng của thương hiệu Osaka này. Cây này thì em đo được có chiều dài thực tế của cần là 5m3 nha. Cây này hạ ngọn một khoảng là 10cm ạ. Có sờn. Chung là cây này giống bên ngoài các bạn nhìn vào nó cũng cái màu nó là màu kiểu là màu màu xám nên nó có hơi sờn xước. Mà nhìn nó hơi tối giống bên ngoài một xíu.
khoen là khoen furi cả, có 2, 4, 6, 8, 9 khoen, 9 khoen và 1 đầu bu nhé. Cái này có chiều dài là 5m3. Ngoại hình bên trong thì cũng có hơi sờ sờ xước nhẹ, không có đáng kể lắm. À, giống thứ ba, tính từ góc đến vào nó có một vài cái xước nhỏ li ti, cái này kiểu xước dâm nhỏ li ti. Còn đây là giống thứ hai, tính từ góc đến vào đây. Còn của Osaka dòng còn hàng nội địa nha. Và cây số 3 này dài 5m3, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc có độ lớn là phi 25, ngọn có độ lớn là 1.5 ly. Cây này nặng 258g và có độ cứng là tầm khoảng là 2-3h nha. Và cây số 3 này có giá là 650.000 ạ. Tiếp đến là cây số 4. Cây số 4 ở đây em có là một cây cần của Hàn Quốc xuất nhập, dài 5m4, ngọn số 2. Cái này thì em đo được chiều dài thực tế của cần là 5m1 nhé. Cái này hạ ngọn một khoảng là 30cm cho mọi người đây. Các in Korea dài 5m4, ngọn số 2. Nên cái này hạ ngọn rồi nên nó sẽ là khá là lớn ngọn. Khoen của cần, cái này khoen của cần là khoen Furi, có 2, 4, 6, 8, 9, 9 khoen và 1 đầu bu nhé mọi người. Đây, ngọn của cần này. Cái này giống bên trong thì cũng có sờn nhẹ thôi, nhìn cũng khá là ok. Cái này nó phối giữa màu xám với màu đen thế này. Bên trong thì khá là sáng, trời xước nhỏ. Cái này thì giống bên trong trời xước nhỏ thôi. Cái này nhìn vào giá giống bên ngoài cũng khá là sáng cơ. Cái điểm này nó hơi bị bong cái lớp, một cái lớp keo phủ bóng. Thì cây số 4 này dài là 5m1, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 1.8 ly. Cây này nặng 236g và có độ cứng tầm khoảng là 3h nha. Cây số 4 này có giá là 600.000. Tiếp đến là cây số 5. Cây số 5 ở đây em có là một cây cần của hàng nội địa Nhật. Ở đây. Cây này thì dài 4m5. Cây này em đo được chiều dài thực tế của cần cũng 4m5 nha. Đây có sót một vài cái điểm bẩn, đây là cái bẫy cá nó đóng đó. Bát của cần là bát kẹp, bát hãng, dài 4m5, đây cần của hàng nội địa Nhật. Còn sót nhẹ một vài cái bẫy cá nó đóng bẩn thôi. Cuối giống thứ nhất thì nó có điểm sờn này. Khoen của cần là khoen hãng, cái này khoen hãng bát hãng nha mọi người. Có 2, 4, 6, 8, 8 khoen và 1 đầu bu, tổng cộng là 9, dài 4m5. Cái này thì cái giống là nó phối màu trắng thôi nha. Có màu trắng nổi bật thôi nè. Phôi của cần là những cái giống nó sánh vòng rất là đẹp. Cuối giống thứ ba, cây này thì cuối giống thứ ba nó có sờ nhỏ li ti nè. Đấy, cây này cuối giống thứ ba và cái giống thứ hai, cây này giống thứ hai nó hơi xấu giống thứ hai nha mọi người, nó cũng xước dâm nhỏ li ti. Nhưng mà giống thứ hai thì xước dâm nhỏ li ti hơn, có vẻ hơi nhiều một xíu nha. Cây này nó xấu với giống thứ hai một xíu. Thì cây số 5 này dài là 4m5, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc có độ lớn là phi 23, ngọn có độ lớn là 1.3 ly. Cây này nặng là 230g và có độ cứng tầm khoảng là 2h nha. Và cây số 5 này có giá là 500.000. Tiếp đó là cây số 6. Cây số 6 đây em có là một cây cần Bavlov của NFT. Cây này là NFT, là thương hiệu của hàng nội địa nha. Cây này là cây của hàng nội địa nha. Đây, NFT. Chất của nó là xoắn vòng 2 da. Bát của cần là bát kẹp Furi FS6 dài 5m4, ngọn số 2. Cái này em đo được chiều dài thực tế của cần là 5m2 nha. Chất của nó là sấn vòng 2 da. Có những cái sờn như thế này nha. Sờn nhẹ lắp keo phủ bóng bên ngoài ở giống thứ nhất. Và khoen của cần. Cái này khoen Furi nha. Có 2, 4, 6, 8, 9. 9 khoen và 1 đầu bu. Tổng cộng là 10 nha mọi người. Cái này em đo được là 11 ở dài 5m2. Hai giống ngọn của cần là sấn vòng thường. Là giống ngọn sấn vòng thường. Bắt đầu từ giống thứ ba trở đây là chất của nó là sấn vòng 2 da. Đấy. Cái này ngoại hình bên trong cũng khá là ok, trời xước cũng nhỏ thôi, không có nhiều lắm đâu. Đây là giống thứ hai, tính từ góc tính vào. Chất của nó là sấn vòng 2 da.
dài 5m4, ngọn số 2. Thì cây số 6 này dài là 5m2, cây này có chiều dài thực tế là 5m2 nhé. Khi rút về còn lại là 102cm, gốc có độ lớn là phi 21.5, ngọn có độ lớn là 1.4 ly. Cây này nặng 209g và có độ cứng là 3H nhé. Và cây số 6 này có giá là 800.000. Tiếp đó là cây số 7. Cây số 7 ở đây em có là một cây dài là 5m4. Gốc của cần, cây này gốc của cần thì nó được quấn nhựa thế này nha mọi người. Nhựa thì có vẻ hơi tối màu, có bám bẩn thế này. Bát là bát kẹp Fury, cây dòng là bát bát thép này. Bát này là chất liệu thép nên nó chống rỉ. Đây câu nốt mạng khá là ok. Cây mát 2 này. Cây này của hàng nội địa Nhật. Thêm của cần. Cây này thì cái lớp keo phủ bóng giống bên ngoài nó bị bong này nha mọi người. Nó nhìn nó không được đẹp, nó giống với vị trí này một xíu, lớp keo phủ bóng nó. Nhưng mà cái phôi của nó này, phôi rất là đẹp, cây này phôi sánh khá là đẹp luôn. Và khoen là cây này có bộ khoen Fury 6 toàn bộ luôn nha. Có 2, 4, 6, 8, 9, 9 khoen và một đầu bu. Tất cả đều là khoen Fury 6, cây này là kiểu nó thiết kế ngọn mảnh rất là nảy ngọn này, ngọn mảnh và ngọn đặc nha. Cây này ngọn đặc. Cây này là hàng nội địa, khách nào chúng ta muốn câu cảm giác mà muốn nảy cái ngọn giống cần tây thì cho còn. Còn cây này khá là ok luôn. Cái này em đo được chiều dài của cần là 5m2 nha. 5m4 nha mọi người, cái này em đo được 5m4. Cái phần vành chỗ này nó hơi xấu cho em xíu nè. Cái vành nhựa nó có bị cờ gọi là nó sờn. Quen giống này. Giống thì giống thứ ba nó có xước dâm. Lớp keo phủ bóng bên ngoài. Giống thứ hai thì nó có xước dâm thế này nha mọi người. Xước dâm nhỏ li ti, giống thứ hai. Rồi, em cũng kiểm tra lại được cái giống thứ... Số 7, cây số 7 này dài 5m4, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc có độ lớn là phi 20. Ngọn có độ lớn là 1 ly nhé, cây này ngọn 1 ly thôi. Và gốc có độ lớn là nặng là 233g. Và có độ cứng là 1H, cây này cứng 1H thôi nha. Và cây số 7 này có giá là 720.000 ạ. Tiếp đó là cây số 8. Cây số 8 ở đây em có một cây đai hoa. Cây đai hoa này được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật, Made in Korea nha. Cây này bên đây cái màu sơ của nó kiểu là màu tím thôi nè. Bát của cần là bát kẹp Fury FS6 dài 5m3, ngọn 1.5. Cái này em đo được là chiều dài của cần là 5m nha mọi người. Cái này hạ ngọn một khoảng là 30cm. Thì nó cũng có những cái giống bên ngoài nó cũng có những vết sờn. Sờn lớp keo phủ bóng thế này nha. Và đai hoa này được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật, Made in Korea đây. Tem xuất của cần tem vàng thế này. Khoen của cần. Cái này thì khoen của nó là khoen Fury, nhưng mà cái dòng đai hoa này nó thiết kế là ngoài cái khoen nó còn có cái vòng định vị này, vòng này hai cái vòng này nó thay thế cho cái khoen luôn nha mọi người. Còn khoen Fury nó thì đây 2, 4, 6, 7, 7 khoen và 1 đầu bu. Và thêm hai cái vòng nữa thành 9 khoen và 1 đầu bu nha. Cái này thì nó hạ ngọn một khoảng là 30cm. Hai cái vòng đó nó thay thế cho hai cái khoen chạy ra cũng nha mọi người. Cái vòng đó là vòng ring của cái cần luôn đấy. Dòng đai hoa thì nó thường thiết kế đây. Mọi người có thể luồn dây vào giữa khoen này đấy. Nó thay thế cho cái khoen chạy của chúng ta đấy. Nó được gọi là cái vòng định vị, vị trí đa vòng. Giống thứ hai thì nó có vết sờn, xước dâm nhỏ li ti thế này. Cái này hạn gọn một khoảng là 30cm. Thì cây số 8 này dài 5m, khi rút về còn lại là 115cm. Gốc có độ lớn là phi 22.3, ngọn có độ lớn là 1.4 ly. Cây này nặng 209g và có độ cứng là 2H. Và cây số 8 này cây giá là 550.000 là cần của đai hoa nhé. Tiếp đó là cây số 9. Cây số 9 ở đây em có là một cây cần của Hàn Quốc xuất Nhật. 4m5, cây này dài 4m5. Chưa của cần này. Bát của cần là bát kẹp Fury FS6. Soi full, cây này là dòng của Hàn Quốc nha. Tem xuất của cần. Bát của cần là bát kẹp Fury FS6. Cây này ngoại hình khá là mới sáng, trài xước rất là nhỏ. Khoen của cần là khoen Fury, có 2, 2, 4, 6, 8, 8 khoen và 1 đầu bu, tổng cộng 9 nha mọi người. Cái này có chiều dài là 4m5, thông số thực tế là 4m5 nha. Cái này ngoại hình mới đẹp.
Trời sức rất là nhỏ, quen bát được theo Fury cả. Đấy, cây này mới sáng luôn. Cây số 9 này khá là mới đẹp. Thì cây số 9 này dài 4,5 m. À, cây này em đo được là chiều dài một của cần là 4,45 m. À, cây này hạ ngọn một khoảng là 5 cm ạ. À. Gốc có độ lớn là phi 20. À, cây này gốc có độ lớn là phi 24. Cây này rút về còn lại là 100 cm. Ngọn có độ lớn là 1.6 ly. Cây này nặng 250 g và có độ cứng tầm khoảng 2,5 đến 3 h nha. Và cây số 9 này cây giá là 600.000, dài 4,45 m. Tiếp đó là cây số 10. Cây số 10 ở đây em có là một cây dài 5,3 m nha. Cây này thì có chiều dài là cây này nó bị hạ ngọn một khoảng cũng khá là nhiều nha mọi người. Cây này nó hạ ngọn một khoảng là 50 cm. Bát của cần là bát kẹp, bát hạng nha. Cây này có chiều dài thực tế em đo được là 4,8 m ạ. Bromarin là thương hiệu này của hàng Trung xuất Nhật nha. Ở đây, dài 5,3 m, ngọn 1.5. Cây này cú giống thứ nhất nó có sờn. Đây, sờn sức không được đẹp phần cú giống thứ nhất. Khoen của cần là khoen Fury. Cây này khoen Fury nha. Có 2, 4, 6, 8, 8 khoen và 1 đầu bu. Có chiều dài là 4,8 m. Thành là cây này là thành tổng cộng là 9 nha mọi người. 9 khoen luôn, tính cả đầu bu là 9. Đây, có bông tróc sơn nhẹ xíu nè. Thành ngọn của cần nó còn ngắn thế này nha. Vì cây này giống rút về khá là dài. Hạ ngọn một khoảng là 50 cm. Ngoại hình bên trong khá là ok. Trời xước nhỏ thôi. Trời xước nhỏ. Cây này cái chỉ xấu cái giống bên ngoài một xíu với cuối giống thứ hai như thế này. Chứ còn mọi thứ những cái giống mình vị trí bên trong khá là ok. Thì cây số 10 này dài 4,8 m, khi rút về còn lại là 118 cm. Gốc có độ lớn là phi 23, ngọn có độ lớn là 1.9 ly. Cây này nặng 250 g và có độ cứng là 3 h. Và cây số 10 này cái giá là 450.000 ạ. Tiếp đó là cây số 11. Cây 11 ở đây em có một cây cần của Sir, dòng cần Olympic, của hàng nội địa Nhật nha. Cây này của hàng nội địa Nhật. Cây này thì cái phần chuôi nhìn được khá là mới đẹp. Gốc còn được quấn nhỏ thế này. Bát kẹp bát Fury bát kẹp FS7 nha. Dài 5,1 m, ngọn số 1. Cái này ngọn mảnh chúng ta câu cảm giác nè. Khoen của cần, cái này khoen là khoen Fury cả. Có là 2 4 6 8 10. 10 khoen và 1 đầu bu nha. Cái này là bu của cần là bu hạng, cái này là lai bu. Nhưng mà ngọn của nó này rất là mảnh và dịu, khách nào chúng ta muốn canh câu chỉ cần dẻo với cái ngọn mảnh chúng ta câu cảm giác là chọn cái này khá là ok luôn. Hàng nội địa Nhật, cái này cái hàng nội địa. Cái này ngoại hình giống bên trong mới sáng, trời sốt rất là nhỏ. Cái này ngọn mảnh. Đây giống thứ hai có những vết xước. Xước sợ hơn xước hạt cát thôi. Giống thứ đó là giống thứ ba, còn đây là giống thứ hai này. Đấy. Xước khá nhỏ. Thì cây số 11 này dài là 5,1 m, khi rút về còn lại là 80 cm. Gốc có độ lớn là phi 25. Ngọn có độ lớn là 0.7 ly. Cái này nặng là 318 g và có độ cứng tầm khoảng 1 h. Và cây số 11 này cái giá là 580.000 ạ. Thì đó là cây số 12. Cây 12 thì đây em có là một cây cần của hàng Trung xuất Nhật. Cây này thì còn cuối gốc này nó hơi xấu một xíu nè. Có lớp tem này nó bị bong rách cái lớp tem này. Bát của cần là bát kẹp Fury. Em nhầm, cái là bát kẹp bát hãng nha mọi người. Còn của hàng Trung xuất Nhật này. Cái này thì cái vẻ màu sơn nó bị hơi tối cần một xíu. Khoen của cần, cái này khoen là khoen hãng. Có 2, 4, 6, 8, 9 khoen và 1 đầu bu. Cái này nó phối giữa màu đen với màu xám, màu xanh rêu thế này. Ngoại hình giống bên trong thì cũng không phải là trầy xước nhiều lắm, nhìn cũng khá là ok. Lớp keo phủ bóng của cần vẫn còn bóng nên nhìn là cần khá là sáng. Đây, có xước nhỏ ly tây nhị. Đây là giống thứ hai, tính từ gốc tính vào giống thứ hai có xước dâm nhỏ ly tây thế này nha, không nhiều lắm đâu. Cái này xước có những độ xước cũng phải là đấy, xước nhỏ ly tây thế này thôi. Dài là cái này có chiều dài em đo được là 5,4 m. Cái này có chiều dài thực tế là 5,4 m luôn nha. Và rút vào còn lại là 100 cm. Gốc có độ lớn là phi 24. Ngọn có độ lớn là 1.2 ly. Cái này nặng 290 g và có độ cứng tầm khoảng là 2 h nha. Và cây số 12 này cái giá là 420.000 ạ.
Tiếp đến là cây số 13. Cây 13 ở đây em có là một cây dòng kiểu còn rút mini. Cái này thì cái phần gốc bên ngoài vậy nó hơi xấu một xíu, cái gốc chỉ họ quấn này nó bị bám bẩn nên nhìn hơi bẩn, nó là cái phần chỉ quấn phần gốc bên ngoài. Bát của cần là bát kẹp Fury FS7. Rồi cây này là một cây cần của Silstar, là Silstar là thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật. Dài 3m6 này. 3m6 nhưng cây này em đo được là 3m4. Cái cây này nó hạ ngọn một khoảng là 20cm nhé. Cái kiểu này, cái kiểu thiết kế này là của cần rút mini. Có khuyên của cần là khuyên Fury 2, 4, 6, 7 khuyên và một đầu bu. Đấy, cây này ngọn lớn, nó hạ ngọn một khoảng rồi nó kiểu nó ngọn lớn thế này. Ngọn lớn với nó ngắn ngọn thế này nha mọi người. Bây giờ nó hạ ngọn một khoảng là 20cm rồi. Kiểu rút mini dài 3m4. Rút về ngắn gọn. Cái này thì ngoại hình nó không được đẹp lắm, hơi nó hơi có bao dính keo bẩn với có sờn xước cái giống thứ hai này. Giống thứ ba, cái nào đó là giống thứ ba. Cái này giờ nhìn vào nó hơi tối còn một xíu nha mọi người. Thứ nhất là nó có cái lớp chỉ quấn hơi cũ này, nhìn nó tối. Thì cây số 13 này dài 3m4, khi rút về còn lại là 75cm. Gốc có độ lớn là phi 24, ngọn có độ lớn là 3 ly. Cây này nặng 287g và có độ cứng bên cần khúc tầm cứng khoảng 30 cần khúc này. Và cây số 13 này có giá là 500.000 ạ. Tiếp đó là cây số 14. Cây 14 ở đây em có là một cây cần của Osaka. Cây này thì ngoại hình cũng phải hơi xấu một xíu. Nhưng mà gốc nó khá là nhỏ gọn. Osaka là thương hiệu của hàng nội địa Nhật nha. Có sờn. Cây này ngoại hình thì em báo có ngoại hình giống bên ngoài hơi xấu nha. Dài là 4m, cái này thì thông số nó bong mất rồi. Cũng không biết là thông số thật của nó chắc là 4m rưỡi. Cái này hạ ngọn một khoảng là 50cm đó nha mọi người. Nó bị bong, trời xước. Cái này giống bên ngoài thì không được đẹp. Khoen là khoen lớn thế này, có 2, 4, 6, 7 khoen và một đầu bu. Có chiều dài là 4m. Nó hạ ngọn một khoảng 50cm nên nó cũng khá là ngắn ngọn. Cái này thì lớp keo phủ bóng nó bị bong rồi, nó nhìn nó không được sáng cần lắm, nó hơi tối một xíu. Đấy. Cái này là của hàng nội địa nha. Thì cây số 14 này dài là 4m, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc có độ lớn là phi 18, ngọn có độ lớn là 1.8 ly. Cây này nặng 237g và có độ cứng tầm khoảng là 5-6 h nha mọi người, dài 4m. Và cây số 14 này có giá là 450.000. 450.000 nha. Tiếp đó là cây số 15. Cây 15 ở đây em có là một cây dài 4m rưỡi, ngọn số 3. Cây này thì giống bên ngoài cũng vậy, nó hơi bám bẩn, nhìn nó hơi tối cần. Bát của cần là bát vàng bát Fury. Cây này giống bên ngoài không được đẹp, cây này dòng là dòng cần của Hàn Quốc nha mọi người. Giống bên ngoài nó có vẻ không được đẹp, hơi tối mà hơi xấu, có giống bên ngoài một xíu. Khoen của cần là khoen Fury, có là 2, 4, 6, 7, 7 khoen và một đầu bu. Khoen này là khoen lớn nha mọi người. Ba cây cuối cùng của em là kiểu cần ISO khoen lớn, ngọn số 3. Cái này có chiều dài thực tế em đo được là 4m rưỡi luôn. Cái này thì ngọn số 3, nguyên bản như này nha. Cái này nó xấu hơi xấu, giống bên ngoài thôi. Ngọn số 3 thì nó cứng tầm khoảng là 4-5 h. À, giống thứ 3. Nó có sờn, xước nhỏ, xước dâm li ti nha. Cái này thì ngoại hình nó hơi xước. Giống thứ hai nó cũng có xước lớp keo phủ bóng thôi, chứ thật ra nó không có ảnh hưởng đến phôi sơn gì bên trong cả. Xước dâm nhỏ li ti, nó kẹt đấy, họ cấn. Thì cây số 15 này dài là 4m rưỡi, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc có độ lớn là phi 21, ngọn có độ lớn là 1.6 ly. Cây này nặng 280g và có độ cứng là 4 h nha, 3-4 h. Và cây số 15 này có giá là 550.000, cần khoen lớn ạ. Và em vừa mới dịch thiệu xong lô gồm có là 15 cây cần của mình ạ. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309 hoặc là kết nối Zalo qua số 0766609682 nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.